Thoughts working like Molly. Working like Molly. Kế hoạch của bọn chúng đang bày ra là đang vận chuyển một cái lô hàng rất là giá trị. Nhưng mà thật may là chúng ta đã cướp được về cái ba lô đấy rồi. Trong đây có rất nhiều rất nhiều món đồ nguy hiểm và giá trị. Và đen đủ cho chúng ta là đồng đội đã bị bắt. Bây giờ chúng ta phải lên kế hoạch để giải cứu đồng đội mình ra, chứ không để chúng nó đe dọa, uy hiếp để lấy lại cái túi, cái ba lô hàng này cực kỳ nguy hiểm. Đấy. Ok, giờ lấy đồ thôi.
mất có 1.000 mà. Rồi, sao đâu? Ca đừng buồn nữa. Đi mà em này. Vượt lên, vượt lên. Ê, không có bọn nó kia. Qua lại, lấy xe, lấy xe. Đi đâu thế? Làm cho ba thằng em làm sao cho nó đẹp trai. Và chỉ cần đẹp trai thôi thì bao nhiêu tiền em cũng chi cả. Dạ vâng ạ.
Ô thế đại ca, chứ không cần túi hàng nữa. Thôi bỏ đi, Tết này chỉ cần đẹp trai thôi. Thế